Chị Đông Nhi với lại Vũ Cát Tường thì thật ra em với lại chị Đông Nhi với Vũ Cát Tường là có nhiều lần đi sự kiện cùng nhau nè, rồi gặp mặt cũng nói chuyện vài câu, rồi cũng nhắn tin riêng này kia. Thì chị Đông Nhi ngày xưa là có mời em một dự án mà làm trong công ty chị Đông Nhi, nhưng mà em không có lịch để mà tham gia sắp xếp được. Nhưng mà bữa nay khi mà em làm show thì em nhắn tin trực tiếp với chị Đông Nhi luôn. Thì em trước tiên là em hỏi lịch trước và em nói là em làm một cái show như vậy để kỷ niệm nhân cái dịp sinh nhật của em năm nay, thì nếu mà chị sắp xếp được thời gian chị tham gia. Thì chị Đông Nhi nhắn lại liền là bữa đó là chị rảnh cho nên chị sẽ đến chung vui với em. Còn nếu mà em đang suy nghĩ về cái chuyện cát xê luôn á là chị sẽ không lấy cát xê. Chị Đông Nhi và Vũ Cát Tường đều nhắn tin với em như vậy thì em cảm thấy rất là vui, bởi vì bản thân em chưa có một cái dự án mà làm chung với chị Đông Nhi và Vũ Cát Tường. Chỉ làm sinh nhật của Cát Tường, offline của Cát Tường em có đi, mà thật sự chị Đông Nhi và Vũ Cát Tường là hai ca sĩ em rất là thích những cái bài hát, cho nên là em thích là những cái nhân vật em mến cũng sẽ góp mặt ở trong cái mini show của em, có một cái nhân tố lạ. Cho nên là em cũng đã mời chị Đông Nhi và Vũ Cát Tường, là bởi vì em phải ghi 2 ngày, là bởi vì một ngày là chị Đông Nhi hát ngày 17 tháng 5 và một ngày 18 tháng 5 là Vũ Cát Tường hát, và một nhân vật đặc biệt đó là trai đẹp Kim Tuấn Kiệt của em là cũng hát 2 đêm luôn, cho nên em mới học có ghi ngày, chứ còn Kim Tuấn Kiệt là sẽ không có diễn, bởi vì khi đã có 2 nữ ca sĩ rồi thì em cần một nam ca sĩ đẹp trai để gây sự thẫn thờ cho các bạn fan tới. Ủa vậy là chỉ cần sự đẹp trai thôi em? Dạ, đẹp trai và hát hay, có sức hút ở giọng hát ngọt ngào của mình nữa. Và Kim Tuấn Kiệt cũng nói là bữa đó em cũng tới 2 đêm luôn, em cũng đến chơi với chị và Kim cũng không lấy cát xê luôn. Chị nói có mặt đây báo nhiều lắm nha Kim. Cảm ơn em. Rào trước đón sau rồi, xin chúc mừng em Azin.